xuống bếp dọn cơm lên ăn. Cô gái sang chấn tâm lý khi thấy vị khách lạ đang ung dung trong nồi. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã đăng lên đoạn video ghi lại cảnh một con vật lạ bên trong nồi thức ăn của mình, khiến nhiều người khi xem thì không khỏi rùng mình. Theo đó, cô gái này khi nấu ăn xong thì che đậy kỹ càng, dự định chờ chồng về sẽ đem ra dọn ăn. Nhưng khi xuống bếp thì cô gái liền tá hỏa tâm tinh vì nồi bầu xào chưa kịp ăn đã bị vị khách lạ hớt mất tay trên. Với kích thước to bằng nắm tay thì không biết bằng một thế lực nào đó mà con chuột có thể chui vào được bên trong rồi ngồi ăn tự nhiên như người Hà Nội. Nhiều người sau khi xem xong đoạn video thì vừa rợn người nhưng cũng không kìm được cười. Một số người còn bày ra các cao kiến như nhanh trí bật bếp lên cho vị khách đó biết ai mới là con mồi, chắc đầu bếp vào để nêm nếm xem chuẩn vị chưa ấy mà. Con chuột kiểu mượn ngồi ăn tí làm gì căng dữ vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.